Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Soul Drop Tarot. Mình là Diệu Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những trải bài. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bạn đang thu hút điều gì đến cuộc sống của các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn 4 tụ bài từng với 4 con số 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy chọn cho mình một con số mà các bạn cảm thấy phù hợp tương ứng với các bạn nhất. Và hãy nghe thông điệp dành cho các bạn của con số tương ứng đó. Các bạn có thể nghe nhiều hơn một tụ bài và đón nhận thông điệp một cách cởi mở. Chúng ta sẽ bắt đầu vào trải bài ngày hôm nay nhé. Xin chào các bạn chọn tụ 1. Trải bài ngày hôm nay dành cho các bạn chọn tụ 1. Các bạn đang thu hút điều gì đến với cuộc sống của các bạn? Ở trong trải bài này thì mình thấy rằng các bạn đang ở trong cái trạng thái khá là nhạy cảm. Tùy từng tình huống, tùy từng trường hợp, nhưng cái trạng thái nhạy cảm của các bạn nó có thể phản ánh thông qua những cái vấn đề, những cái tổn thương mà bạn cần được chữa lành. Và chính vì bạn phản ứng, cách bạn nhìn mọi thứ nó hơi nhạy cảm, bởi vì các bạn đang đứng từ góc nhìn của các bạn, nên các bạn cũng đang thu hút những cái câu chuyện, những cái tình huống tương tự như vậy. Cái này thì nó là một cái điều hiển nhiên của năng lượng thôi. Tức là các bạn phát ra cái năng lượng như thế nào thì các bạn sẽ thu lại cái năng lượng như vậy. Cái năng lượng các bạn phát ra càng mạnh thì cái câu chuyện, những cái bài học, những cái tình huống tương ứng nó sẽ càng biểu hiện để cho các bạn học. Thật ra thì ở trong cái trải bài này thì mình thấy đây là cái môi trường phù hợp nhất để các bạn có thể học và chữa lành các bạn. Bất kể cái vấn đề mà các bạn đang nhạy cảm với nó là cái gì, thì mình thấy rằng ở trong cái trải bài này các bạn cần có một cái điểm để cân bằng. Tức là các bạn đang nhìn mọi thứ dưới cái thế giới quan của các bạn, dưới cái con mắt của một đứa trẻ, tức là em bé bên trong của các bạn từng bị tổn thương với cái câu chuyện liên quan như thế nào, thì bây giờ những cái câu chuyện, những cái tình huống ấy được biểu hiện lại ở cái mức độ khác để các bạn có thể nhìn vào đó. Và các bạn có học được hay không thì cái đấy là tùy ở các bạn, nhưng các bạn đang thiếu cái góc nhìn khách quan mà các bạn đang nhìn nó hơi chủ quan từ phía các bạn. Thì cái lời khuyên đây là cái gì? Hãy tự tạo ra cái sự bứt phá gì cho bản thân mình, hãy cân bằng cái những cái năng lượng ở bên trong cơ thể của các bạn. Những cái bài học này, những cái biểu hiện này, những cái đối tượng, những cái nhân vật này đến để cho bạn nhận ra bài học của bạn thôi. Có vẻ như bạn cũng có thể bạn đã nhận ra cái bài học của bạn rồi. Một vài bạn ở đây có vẻ như các bạn đã nhận ra bài học của các bạn rồi. Nhưng các bạn có thể đang loay hoay chưa biết làm thế nào để cân bằng mọi thứ, cân bằng cái cách hoặc là cái cách mà để bạn giải quyết cái vấn đề, cái tình huống đấy. Thì ở đây mình thấy rằng các bạn hãy dành thời gian để cân bằng bản thân các bạn, cân bằng tính nam và tính nữ, cân bằng dưới con mắt của chúng ta, dưới cái đôi mắt của chúng ta ấy, thì một vấn đề luôn có hai mặt. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn rộng ra một chút nữa, hãy đơn giản nghĩ là các bạn sẽ là cái đối tượng quan sát cái câu chuyện đó thôi, chứ các bạn không phải là cái nhân vật tham gia cái câu chuyện đó. Các bạn hãy xem cái câu chuyện đang biểu hiện ra trước mắt các bạn, nó giống như một bộ phim mà các bạn đang xem vậy. Khi các bạn ở cái góc nhìn này á, thì các bạn sẽ cảm thấy là các bạn nhìn rất rõ vấn đề ở đây nó là cái gì. Thì có những thứ á, nhìn vậy mà không phải vậy, thì hãy thử tạo ra một cái sự bứt phá cho bản thân mình. Cái bứt phá ở đây nó không nhất thiết là phải làm cái gì to tát lắm đâu. Nó nhiều khi chỉ đơn giản cái việc là các bạn thay đổi cái góc nhìn các bạn. Các bạn không đặt mình vào cái nhân vật đang cả quá nhạy cảm, đang tổn thương vậy nữa. Thì các bạn sẽ nhìn ra cái cách để giải quyết, cái cách để hỗ trợ, cái cách để có thể giúp các bạn vượt qua cái bài học này. Và quan sát mọi thứ, mình nghĩ cái việc mà các bạn quan sát ở đây nó là một cái key để các bạn có thể giải quyết những cái tổn thương, những cái vấn đề của các bạn. Hay là việc em bé bên trong của các bạn. Ok, cảm ơn các bạn chọn tụ 1. Chúng ta sẽ đến các bạn chọn tụ 2. Xin chào các bạn chọn tụ 2. Trải bài ngày hôm nay dành cho các bạn chọn tụ 2. Các bạn đang thu hút điều gì đến với cuộc sống của các bạn? Có vẻ như các bạn đang thu hút một cái đối tượng nào đó đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng mà bên cạnh đó, cái đối tượng này có thể là người yêu cũ, có thể là người yêu mới, có thể là crush của các bạn, có thể là bất kỳ điều gì đi chăng nữa, bất kỳ ai, bất kỳ một đối tượng nào chăng nữa. Thậm chí là trong một vài trường hợp, có thể là các bạn đang thu hút cái công việc mơ ước của các bạn đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng cái vấn đề là đây là cái gì? Các bạn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, có thể nhìn thấy cái đích đến của mình, có thể nhìn thấy cái con người mà các bạn muốn trở thành là, nhưng các bạn đang ở trong một cái sự giới hạn. Tức là các bạn tự giới hạn bản thân của mình lại. Các bạn có thể nhìn vào mình muốn cái người này có thể trở thành người yêu của mình muốn công việc này là công việc mơ ước của mình, nhưng
thì sau cái chữ nhưng, tất cả mọi thứ ở sau cái chữ nhưng nó đều là có thể phủ định cho cái vế trước. Nhưng mình cảm thấy bản thân mình chỗ này chưa tốt, mình cảm thấy kỹ năng này mình đang thiếu, thì chính cái đó là cái đang giới hạn cái điều các bạn có thể đạt được, cái ước mơ của các bạn. Thế nên là cái điều mà bạn cần, mà cái điều thực sự bạn đang manifest ở đây là cái gì? Nó sẽ là những cái câu chuyện, những cái tình huống để cho các bạn nhìn rõ ra cái giới hạn mà các bạn tự đặt ra cho chính bản thân các bạn là cái gì. Và nếu mà các bạn không tự tay đập cái giới hạn đấy đi, các bạn chưa thực sự phá bỏ cái giới hạn đấy đi, thì các bạn vẫn kẹt ở trong cái vị trí đó. Và những cái các bạn mong muốn, những cái mà các bạn muốn manifest đến cho cuộc sống các bạn, thì nó vẫn luôn là một cái gì đấy nó xa các bạn. Nó giống như ở những cái điều đấy nó đang ở trên, còn các bạn thì đang ở dưới này. Và các bạn cứ nhìn lên trên và cảm thấy bản thân mình chưa đủ, chưa có thể bước đến cái điểm đó. Thì ở đây các bạn có thể nghe câu khẳng định để ý thức lại, cài đặt lại cái tiềm thức của các bạn. Cài đặt lại, các bạn là đấng sáng tạo của chính bản thân mình, các bạn là đấng sáng tạo của mình, các bạn không bị giới hạn bởi những cái điều mà các bạn tự đặt ra. Những cái giới hạn này nó có thể lớn lên cùng với các bạn từ khi các bạn còn bé, nó được in sâu cài đặt vào trong tiềm thức các bạn từ khi các bạn còn bé. Ví dụ như nhiều khi ngày xưa khi mà còn bé chẳng hạn, các bạn muốn chơi cái này, các bạn muốn chơi cái kia, nhưng bố mẹ các bạn lại bảo là không, chơi cái đó không tốt cho con, chơi cái này, chơi cái đó không phù hợp với con chẳng hạn. Nó chỉ rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà với một đứa trẻ nó cũng là một cái sự cài đặt về tiềm thức. Và để phá bỏ nó thì các bạn có thể làm việc với phần em bé bên trong đó của các bạn, hoặc các bạn có thể nghe câu khẳng định. Hãy phá bỏ cái giới hạn của các bạn. Và khi nghe câu khẳng định thì mình nghĩ là các bạn nên nghe tối thiểu là 2 tháng trở lên. Và mình tin là trong cái quá trình mà các bạn nghe câu khẳng định đó, các bạn sẽ cảm nhận được những cái sự thay đổi. Hãy quan sát cuộc sống của các bạn nhiều hơn, và bạn sẽ dễ dàng nhận ra cái sự thay đổi như thế nào. Và khi mà các bạn nhìn thấy cái sự thay đổi rồi thì đó cũng là cái động lực để các bạn bước tiếp trên hành trình của các bạn. Ok, đây là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ 2. Cảm ơn các bạn chọn tụ 2. Xin chào các bạn chọn tụ 3. Trải bài ngày hôm nay dành cho các bạn chọn tụ 3. Điều mà các bạn đang thu hút đến cuộc sống của các bạn là gì? Ở trong trải bài dành cho các bạn chọn tụ 3 này thì mình thấy rằng có vẻ như một vài bạn trong tụ bài này, các bạn đã đi một thời gian trên cái hành trình phát triển tâm linh của các bạn, hành trình đi vào bên trong tìm hiểu tâm hồn của các bạn. Và đây cũng là cái thời điểm mà các bạn cảm thấy các bạn muốn một cái nơi mà bạn có thể chia sẻ những cái điều mà các bạn đã trải qua. Các bạn muốn được mà một ai đó có thể hiểu được cái hành trình của các bạn, và có thể mong muốn cái hành trình của các bạn có thể hỗ trợ một ai đó. Tuy nhiên thì ở đây mình cảm thấy rằng với các bạn chọn tụ bài này thì các bạn đang cảm thấy mình cô đơn. Các bạn đang cảm thấy là các bạn đang phải đi một mình. Và tức là bên trong của các bạn đó, nó có một cái sự hơi thiếu hụt một chút. Các bạn chưa cảm thấy đầy đủ ở bên trong mình, nên là cái thời điểm gọi là chín mồi này nó chưa thực sự đến với các bạn. Ở đây thì khi mà các bạn càng đi sâu vào cái hành trình của các bạn á, thì các bạn có cảm thấy rằng là đôi khi chính bản thân của các bạn cũng tự đặt ra những cái câu hỏi, tự đặt ra những cái điều gì đó để các bạn bị gói lại trong cái không gian, gói lại trong cái giới hạn của các bạn, và các bạn chưa thực sự thoát ra được. Các bạn cảm thấy là những cái điều các bạn nói, các bạn lo rằng những cái điều các bạn nói có thể người khác không hiểu được, hoặc là các bạn cảm thấy thiếu kết nối, các bạn cảm thấy mất kết nối với cả cái người thầy, cái trí huệ bên trong của các bạn. Đôi khi cái người mà các bạn để các bạn cảm thấy không cô đơn á, nó không phải là một cái đối tượng hay một cái người bạn nào ở bên ngoài, mà đôi khi ở đây trong một vài trường hợp thì mình cảm thấy rằng là có vẻ như các bạn cảm thấy là các bạn chưa kết nối được với cái trí huệ của các bạn, cái trí huệ bên trong của các bạn, làm cho các bạn cảm thấy nó có những lúc hơi mông lung một chút. Các bạn chưa biết là các bạn cần phải làm thế nào, và các bạn tự đóng cái thế giới của mình lại. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng mà cũng có lúc là như thế nha. Và ở trong cái trải bài này thì chúng ta có một cái lá You are not alone. Luôn có một người, luôn có một nhân vật nhìn các bạn, quan sát các bạn. Và cái nhân vật này là ai? Chính là cái phần năng lượng, cái phần trí huệ bên trong của các bạn. Một cái người có thể hỗ trợ hướng dẫn các bạn, và làm cách nào bạn có thể kết nối được với cái năng lượng này. Bạn hoàn toàn có thể kết nối với năng lượng này bất kỳ lúc nào, bất kỳ khi nào mà các bạn muốn. Chỉ cần là cái gì? Các bạn hãy tự phá bỏ cái khung mà các bạn đang bị kẹt ở trong lại. Các bạn có thể, một vài bạn sẽ có suy nghĩ là mình không làm được,
tại sao người khác lại có thể kết nối được với người này người kia mà mình lại chưa thể kết nối được. Mình không biết là mình đang làm đúng hay không, mình đang làm đúng hay sai, liệu những cái mình làm có phù hợp hay không. Thì mỗi một lần mà các bạn cảm thấy lấn cấn, các bạn cảm thấy phân vân, các bạn cảm thấy lo lắng, thì hãy dành một chút thời gian ngồi xuống. Nhiều khi các bạn có thể chỉ cần 15-20 phút mỗi ngày thôi. Hãy ngồi xuống và quan sát hơi thở của các bạn. Hãy đi vào bên trong các bạn. Với cái thời điểm mà các bạn ở trong cái trạng thái tĩnh lặng nhất, các bạn ở trong cái trạng thái gọi là không có cái suy nghĩ, không có cái vọng động nào bên trong cái đầu của các bạn cả. Tất cả những cái gì, những cái suy nghĩ gì thoáng qua, hãy chỉ quan sát nó thôi. Cái thời điểm ấy có thể là cái thời điểm các bạn có thể kết nối với phần trí huệ bên trong của các bạn. Và các bạn sẽ, lúc đó các bạn sẽ cảm thấy là luôn luôn có người đồng hành với các bạn, chứ không phải là một cái người nào đó mà mình cần phải kết nối nó xa xôi như thế nào cả. Hãy dành thời gian để quan sát bản thân mình nhiều hơn, hãy ngồi lại với bản thân mình nhiều hơn, và mình tin lúc đó các bạn sẽ tìm được cái người đồng hành của các bạn ở chính bên trong các bạn, chứ không ở đâu xa hết. Ok, đây là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ 3. Cảm ơn các bạn chọn tụ 3. Xin chào các bạn chọn tụ 4. Trả bài ngày hôm nay đến cho các bạn chọn tụ 4. Điều mà các bạn thu hút đến với cuộc sống của bạn thời điểm hiện tại là gì? Với các bạn chọn tụ 4 này thì nó cũng tương tự các bạn chọn tụ 3. Với các bạn chọn tụ 3 thì đang có thể là các bạn đang muốn đến cái thời điểm để các bạn có thể bộc lộ, các bạn có thể trải để chia sẻ những cái điều mà các bạn đã trải qua. Thì với các bạn tụ 4 thì ở cái thời điểm này các bạn đang thu hút một cái người thầy đến với cuộc sống của các bạn, một cái người hướng dẫn đến với cuộc sống của các bạn. Và với các bạn chọn tụ 4 này thì mình thấy là các bạn đã có thời gian quan tâm đến cái thế giới của các bạn hơn. Các bạn đã dành thời gian để đi sâu vào bên trong, tìm hiểu và coi như kiểu là làm bạn lại với cả chính bản thân mình. Và đôi khi các bạn cũng có những cái lời hướng dẫn, những cái lời chia sẻ. Các bạn có thể tìm thấy cái phần trí huệ bên trong các bạn rồi, nhưng mà ở một vài trường hợp thì có vẻ như là đôi khi các bạn vẫn hơi hoang mang, chưa chắc chắn lắm với những cái điều mà các bạn nghe thấy, những cái điều mà các bạn nhận được từ khi mà các bạn kết nối với cả cái phần trí huệ bên trong các bạn. Thì cái điều ở đây các bạn cần phải chú ý, nó là hãy lắng nghe trực giác của mình nhiều hơn. Nếu các bạn đã dành thời gian để tìm hiểu bản thân mình thì bây giờ hãy dành thêm thời gian để quan sát cái trực giác của các bạn, quan sát bản thân của các bạn. Khi bạn muốn làm một cái điều gì đó, khi các bạn lắng nghe một cái lời động viên, một cái lời hướng dẫn nào đó từ bên trong các bạn, thì cái cảm xúc của các bạn lúc đó là như thế nào? Và khi các bạn làm điều đó, làm cái điều gì đó theo cái trực giác của các bạn thì các bạn cảm thấy là sao? Các bạn luôn có cái sự hướng dẫn ở đây. Các bạn đã kết nối được cái sự hướng dẫn đấy rồi. Cái điều vấn đề ở đây là cái gì? Các bạn có đủ niềm tin vào cái trực giác của các bạn hay không thôi. Với tụ 4 thì mình thấy cái vấn đề của các bạn nó cũng không phải là quá khó khăn. Các bạn có thể giải quyết nó bằng cách là hãy lắng nghe trực giác của mình nhiều hơn. Hoặc là các bạn có thể nghe câu khẳng định. Những cái câu khẳng định thực sự nó rất là hỗ trợ trong cái quá trình mà các bạn tin, các bạn tìm kiếm hay là các bạn lắng nghe trực giác của các bạn. Và cái lời khuyên đây là gì? Nếu mà các bạn chọn cái phương án là nghe câu khẳng định thì hãy nghe khoảng thời gian dài. Lúc trước thì mình nói là 21 ngày nhưng bây giờ thì 21 ngày nó có thể đủ để các bạn có thể hình thành một thói quen, nhưng mà nó chưa đủ để các bạn có thể duy trì cái thói quen đấy. Nên các bạn có thể nghe cái khoảng thời gian 2 tháng đổ lên. Và hãy kiên trì với bản thân thì cái hành trình này của các bạn nó cũng sẽ có một cái sự ổn định vững chãi nhất định theo đúng những cái mà các bạn mong muốn. Đây là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ 4. Cảm ơn các bạn chọn tụ 4.